Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay Văn Đồng tiếp tục giới thiệu với các bác cái mẫu sản phẩm vang cơ này số đến từ thương hiệu QT Acoustic. Model sản phẩm là S700 phiên bản 2021, mặt màu đen. Đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng nha các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì thôi em không kể nữa. Sản phẩm này chất lượng rất là cao. Đấy. Giá thành thì nó có thể nói là tốt nhất rồi. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là kiêm luôn là phiếu bảo hành này các bác này. Có tặng theo một cái tô vít hai cạnh để các bác tùy chỉnh. Đấy. Sản phẩm tặng theo là một dây nguồn, một điều khiển từ xa, một đôi pin. Đấy. Và đây là cái đầu thu. Em sẽ mở ra, unbox mở ra luôn cho các bác xem. Trên cái đầu thu này là nó có nâng cấp gì so với S700 ngày trước đúng không ạ? Đấy. Các bác nha. Thì hiện tại các mẫu này trên thị trường cũng rất là nhiều người bán rồi, thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Chi tiết thì trong vài clip lần sau, nếu mà có cơ hội để tiếp tục được review. Đấy. Cái này hàng này là để mẫu trưng bày nó hơi bụi tí, còn các bác đấy thì em sẽ gửi cho các bác hàng mới đồng hoàng. Đấy. Đây nha, mặt trước sản phẩm là QT Acoustic này. Đấy, em sẽ quay từ hướng trái sang phải. Bên cạnh này có 3 cổng cắm mic, trên là 3 âm lượng mic, công tắc playback căn hú, các chế độ vang nhại. Đấy, đây là công volume delay, volume reverb, volume echo tổng. Đấy. Bên cạnh này thì là có 3 cái núm để tùy chỉnh tiếng mic, gọi là mic tone, bass, chung và tép. Trên là cái màn hình để hiển thị các bác chọn chế độ đầu vào là Bluetooth, USB, Optica, cáp quang hoặc là cắm cửa AV1, AV2, AUX này. Đấy. Các bác thường lấy về thì sẽ bóc cái nhìn đồng người ra nhìn trông đẹp hơn đúng không ạ? Đấy. Bên cạnh đây thì có 4 hút tùy chỉnh là input này, tạm dừng power và play này, tiến lùi bài này, volume tùy chỉnh của music này, bass, chung và tép và cân loa, cổng USB. Đấy. Volume đây thì volume mic và volume music, công tắc nguồn. Đấy, công tắc nguồn lần này là lần trước ý kiến là bảo công tắc nguồn làm sau nó rất là dở, nó khi luồn tay vào. Đây bây giờ làm công tắc nguồn đằng trước này rất là tiện. Đó. Rất là tiện. S700 mặt trước rồi, ok. Mặt trên nóc của sản phẩm thì đều dập logo dập chìm của QT Acoustic. Đây là mặt sau. Mặt sau nha. Đây các bác nha, mặt sau thì có cổng nguồn vào. Volume tùy chỉnh cửa súp. Đó. Súp boy này, quay jam này. Đấy. Cửa ra này. Bên cạnh nữa thì có cửa Kenter. Cửa center, cửa loa trung tâm ấy, các bác là điều khiển được âm lượng này, có công tắc là gạt là chỉ nhạc không thôi hay này cả nhạc có mic gì đó. Ok. Tiếp theo là cửa ra chính là R, hai cửa chính các bác cắm vào đây. Đấy. Tiếp theo là hai cổng RCA đầu vào cắm cửa mic, anten bắt Bluetooth và cổng cáp quang. Đầy đủ các kiểu ăn chơi. Đấy. Như vậy là không còn gì để mà tả đâu ạ. Rất nhiều. Với cái cấu hình con này hiện tại thì đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Và cũng may sao Văn Lộc được ký tên vào cái giấy, mặc dù cái giấy nó rất nhiều chữ và em rất ngại đọc chữ nếu mà tiếng Việt nó quá là dài dòng. Cái hợp đồng và điều khoản của công ty đề ra thì nói chung là toàn tốt cho đại anh em đại lý thôi, và người dân thì cũng tốt vừa vừa thôi, có mỗi ông là chủ buôn thì chết đói thôi. Ok. Cứ mong sao là các cái mẫu này chất lượng càng ngày càng tốt hơn và bên em bán giá thì có thể gọi là tốt nhất. Các bác muốn quan tâm giá đúng không ạ, các bác gọi trực tiếp, em không báo giá công khai đâu, nhưng cam kết với các bác giá em là tốt nhất, tặng theo cho các bác đầy đủ dây giắc ăn chơi. Đấy, tặng theo đầy đủ dây giắc ăn chơi, ok không ạ? Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang cơ này thì vừa đóng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé, để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một trong những sản phẩm hàng chất lượng rất là cao và bán có thể gọi là chạy gần như là top 1 tại Việt Nam về các sản phẩm là vang cơ. Đấy. Đều anh em đến từ QT Acoustic. Đó. Ok. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Một lần nữa xin kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong clip lần sau. May ra lần sau nó có test nha, may là có test, còn không may thôi. Ok. Lần sau là cố gắng là sẽ có ca sĩ cũng như là hệ thống loa chất lượng rất là cao và test thử cho các bác để các bác tham khảo, chứ không nói mồm thì các bác không tin đâu, nhiều các bác ấy.
Nếu các bọn anh nghe chú nói thì chú bốc phét hay lắm, nhưng đến lúc mua về hát có ra gì đâu, chết dở đúng không? Đấy, nhưng mà hát đây là còn tùy vào cách chỉnh của bác, nhiều các bác chỉnh không biết chỉnh. Thì lại trong clip lần sau, Văn Độc tiếp tục hướng dẫn các bác chỉnh làm sao nghe tiếng cho nó vừa, đều và hay, đúng không ạ? Ok, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau nhé.